Rất nhiều bạn đặt câu hỏi với admin là cái giai đoạn đầu nhiễm HIV có triệu chứng gì. Và hôm nay chúng tôi sẽ nêu ra các triệu chứng phổ biến trong cái giai đoạn đầu nhiễm HIV. Thông tin này sẽ rất hữu ích đến các bạn đang có nguy cơ và muốn biết triệu chứng HIV. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, lây nhiễm HIV thường xảy ra bằng cách đưa các chất dịch cơ thể từ người bị nhiễm bệnh sang cơ thể của một người không bị nhiễm bệnh. Và nghiên cứu phổ biến cho thấy chỉ lây qua 3 con đường chính: máu, tình dục, mẹ sang con. Những trường hợp lây nhiễm qua xây xát nhẹ rất hiếm xảy ra. Cái giai đoạn này là lúc các virus gây bệnh nhân lên một cách nhanh chóng, dẫn đến có nhiều virus trong máu. Mức HIV có thể lên đến vài triệu hạt virus trong mỗi ml máu. Và người mắc bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng giống như cảm cúm hoặc bệnh hạch, bệnh bạch cầu đơn nhân từ 2 đến 4 tuần kể từ khi siêu vi khuẩn bắt đầu phát tán trong cơ thể. Sau đây tôi sẽ phân tích 15 cái triệu chứng. Và các bạn hãy chú ý 4 cái triệu chứng đầu tiên, bởi vì 4 triệu chứng đó thường rất phổ biến. Thứ nhất là sốt, và có nghĩa là cơ thể có nhiệt độ từ 37 độ trở lên. Thứ hai, cơ thể mệt mỏi, cảm thấy khó chịu, buồn ngủ, chẳng ăn, uể oải, đau đầu. Thứ ba, sưng hạch, nhưng những nơi có hạch sưng lên bất thường, kéo dài, có thể sờ thấy cứng và to lên. Thứ tư, sụt cân, ăn uống vẫn bình thường nhưng lại giảm cân nhanh. Thứ năm, ra mồ hôi trộm hay ra mồ hôi đêm, ra mồ hôi bất thường. Thứ sáu, phát ban, trên da xuất hiện các đốm đỏ kéo dài, có khi có ngứa. Thứ bảy, viêm họng, đây là những triệu chứng giống với cảm cúm. Tám, nôn ói, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Thứ chín, ho khan, viêm phổi. Thứ mười, móng tay móng chân đổi màu. Thứ 11, nhiễm nấm trên da. Thứ 12, bệnh Herpes. Thứ 13, rối loạn tinh huyết đối với phụ nữ do cơ thể thay đổi đột ngột và bị ảnh hưởng bởi virus. Tuy nhiên, cũng có một số ít người không có bất cứ biểu hiện gì trong giai đoạn này nhưng mà vẫn cho kết quả dương tính. Như vậy, người ghi nhiễm hãy kết hợp các triệu chứng phổ biến như sốt, cơ thể mệt mỏi, sưng hạch, sụt cân và nguồn lây nhiễm. Nếu biết được cái nguồn lây nhiễm có dương tính hay không sẽ rất tốt trong cái việc dự đoán cái khả năng nhiễm, và từ đó mình đưa ra có nên dùng thuốc phòng ngừa khẩn cấp hay không. Sau 2 tuần tiếp xúc nguồn lây nhiễm, bạn có thể làm cái xét nghiệm test nhanh HIV combo sẽ biết được kết quả dương tính hay là âm tính. Nếu xác định được nguy cơ rất cao nhiễm HIV rồi thì hãy dùng cái phương pháp thuốc chống virus phơi nhiễm khẩn cấp có tác dụng ức chế virus HIV cho giai đoạn cửa sổ sớm nhất có thể, đặc biệt là trong 72 giờ tính từ lúc tiếp xúc cái nguồn lây. Nếu không hiểu, không chắc chắn, các bạn liên hệ với trung tâm y tế dự phòng tại địa phương để tư vấn và biết cách dùng thuốc ức chế virus. Chúc các bạn khỏe mạnh và chân thành cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi hết video này.